2 buổi giảm 2 đến 3 kg, 1 tháng xuống 4 đến 7 kg thon gọn thần tốc. Nhiều chị em đã giảm cân cấp tốc với Country Plus để kịp xinh đẹp đón Tết. Cùng khám phá hành trình giảm cân của chị Lan Anh, một khách hàng đã giảm béo thành công với Country Plus. Cách đây hơn 1 tháng thì body của mình không được thon gọn như bây giờ, khoảng hơn 60 cân. Cho nên là mình đã tìm đến Lavender để giảm béo. Buổi đầu thì mình được bắn tinh chất giảm béo. Đến buổi thứ 2 thì mình được di đổ máy để đào thải mỡ thừa. Và thật bất ngờ là sau 2 buổi giảm cân ở Lavender thì mình đã giảm được 3 kg. Về nhà mình sinh hoạt bình thường mà mình giảm thêm được 4 kg nữa. Hiện tại mình chỉ còn 53 kg thôi. Không chỉ chị Lan Anh mà nhiều khách hàng cũng đã cấp tốc lấy lại vóc dáng thon gọn với Country Plus dịp cuối năm. Làm Country Plus kết thúc liệu trình vẫn sẽ tiếp tục giảm. Quả thực sau 2 tháng mình giảm được tổng cộng là 7 cân. Mỗi lần mà ăn uống quá độ một chút xíu, không có thời gian tập luyện thì lại phải tìm đến Lavender thôi. Xuống cân từng ngày hồi phong trước Tết, gọi ngay 0902 308888 để giảm cân cấp tốc với Country Plus.